Xin chào tất cả các bạn, lại là Hào đây. Lý do mà hôm nay mới post cái video này là tại vì một tuần qua đã là một tuần rất là khó khăn với rất là nhiều những sự biến động. Nếu như mà các bạn có coi cái video trước của Hào á, thì Hào đã có đề cập với cái việc là Corona, thì các bạn có sợ là các bạn có sợ bệnh, sợ chết hay là các bạn sẽ đói. Thì xin thưa với các bạn rằng ngày hôm nay cái video này lên đây sẽ là một cái bằng chứng cho các bạn biết rằng thực sự mình nên sợ đói hơn là sợ bệnh. Bởi vì nếu như mình hiểu rõ về Corona thì mình sẽ không có phải hoảng sợ về thiếu ăn hoặc là sẽ bị chết. Các bạn nên sợ đói hơn là sợ bệnh. Tại vì cái company là cái công ty của Hào vừa lay off, có nghĩa là cho nghỉ việc hơn 800 người. Thì trong 800 người đó có Hào. Thì trước mắt là Hào thực sự là không có biết phải đối phó như thế nào. Nhưng mà đỡ một cái là bên này nó có unemployment. Seattle là cái nơi Hào ở, các bạn có thấy mưa rất là nhiều. Hôm nay quay cái cửa sổ cho các bạn coi, hôm nay nguyên một ngày mưa luôn. Những nơi khác thì hôm nay tuyết, nhưng mà Hào ở ngay downtown nên là sẽ mưa rất là nhiều. Và Seattle hiện tại thì ngành dịch vụ giải trí, du lịch, tất cả mọi thứ đang trong tình trạng rất là xấu. Xấu ở đây có nghĩa là những nhà hàng nổi tiếng, những doanh nghiệp làm về dịch vụ này thì đã và chuẩn bị shutdown, có nghĩa là đóng cửa. Hiện tại thì công ty của Hào sẽ đóng cửa trong vòng 2 tháng. Nhưng mà không có biết là 2 tháng có phải là cái thời điểm mà chắc chắn là sẽ mở cửa lại hay không. Tại vì hiện tại không ai biết một cái câu trả lời nào hết. Nên chủ nhật này sẽ là ngày cuối cùng Hào đi làm. Và sau đó thì Hào sẽ có thời gian nghỉ trong vòng 2 tháng. Nhưng mà trong một cái tin vui khác, đó chính là Hào sẽ có thể làm video thường xuyên hơn, có thể trò chuyện của các bạn nhiều hơn và có thể bắt đầu những cái dự định mà họ đang muốn làm, thì thời gian này sẽ có nhiều thời gian hơn. Và hy vọng là cái căn dịch bệnh này sẽ đi qua rất là nhanh để cho mọi người và mọi thứ có thể chơi hoạt động lại bình thường. Nếu mà nói là đáng lo thì thực sự là nó là một cái điều rất là đáng lo các bạn ạ. Nhưng mà mình phải giữ cái tinh thần của mình ở một cái hướng tích cực nhất. Như là những cái video trước Hào đã nói với các bạn, thì khi các bạn suy nghĩ tích cực, bạn tạo ra năng lượng tích cực, thì cái năng lượng tích cực đó sẽ giúp cho bạn gặp được những điều tích cực và những điều may mắn nhất trong cuộc sống. Tiếp theo là muốn khoe với các bạn một điều là hôm tuần rồi á, cái nhà hàng mà Hào làm á, thì các bạn có biết Bill Gates không? Bill Gates là cái người cha đẻ ra của Windows và Microsoft. Thì Bill Gates là nhà tỷ phú nổi tiếng nhất trên thế giới. Ông ấy đã có mặt và ăn tại nhà hàng của Hào làm. Lúc mắc cười lắm các bạn, lúc mà Hào khi mà ngồi Hào quản lý cái nhà hàng đó, thì Hào dẫn ông và con của ông với những người bạn vào cái bàn ngồi. Thì sau đó Hào đi ra, Hào mới nói lại cái người server đó là hey, tao thấy cái ông đó nhìn như là Bill Gates vậy đó, mắc cười quá ha. Nhưng mà ai ngờ cái bạn ấy, yes, he is. Cái xong cái anh ấy, hả? Bill Gates? Cái xong cái anh ấy, mà cái người server rất là bình tĩnh. Và cái anh ấy, yes, he is. Trời, lúc đó các bạn biết là Hào phải cảm thấy là sung sướng tột độ và giống như là rất là vui mừng là lần đầu tiên mình gặp Bill Gates. Không phải là tại vì mình gặp người nổi tiếng mà mình có cái cảm giác đó. Nhưng mà cái cảm giác mà Hào có ở đây á, là cái cảm giác mà Hào mừng là tại vì mình rất là ngưỡng mộ ông ấy, là tại ông ấy là một cái người rất là giỏi và rất là giống như là có tài và giúp được rất là nhiều cho xã hội. Các bạn biết đó là ông đã bỏ ra rất là nhiều tiền để có thể giúp được cái dịch Corona. Và mới đây nhất đó, cái bài báo ngày hôm nay đó, ông sẽ bỏ tiền ra, những chi phí đó ra để cho những người dân ở Washington này nè sẽ có những cái có cái test kit, là cái đồ để mà thử đo trong người coi là có bị Corona hay không. Thì ông là cái người đã bỏ rất là nhiều tiền cùng với những cái nhà tỷ phú khác trên thế giới. Các bạn có thấy không, gặp được những người mà vừa tài mà vừa có tấm lòng tốt như vậy á, giống như là mình được truyền thêm năng lượng và làm cho mình cảm thấy rất là phấn khích và cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Hôm nay đó là cái ngày mà Trump đã nói rằng là
Nation Emergency, có nghĩa là cả một cái quốc gia Mỹ này sẽ đang trong tình trạng emergency. Nhưng các bạn nhớ là mình không nên hoảng loạn, tại vì khi mà mình hiểu về rõ về corona thì mình sẽ có một cái kiến thức tốt hơn. Nhất là các bạn đừng nên đi gom sạch siêu thị, bởi vì có những người nghèo, những người già, những cái người mà ở độ tuổi mà corona sẽ tấn công á, thì nhiều nhất á, thì những người đó sẽ cần nhiều hơn là những người trẻ như mình. Và mình nhớ rằng một điều nữa là mình nên lo lắng là lên cho ba mẹ mình, cho ông bà mình, còn mình những người trẻ khỏe thì không nên lo lắng. Một cái điều mà quan trọng nữa đó mà Hào muốn nhắc với các bạn rằng, và nhấn mạnh một điều rằng, và khi cả Hào nữa, mỗi hàng ngày á, chúng ta đọc những bài báo, những cái tin giật gân á các bạn, thì báo nó sẽ muốn làm thổi tích cái thông tin lên, nó sẽ muốn mình rất là chú ý và đọc cái bài đó. Thì ví dụ bây giờ Hà thấy ở bên Việt Nam á, là mỗi một ngày là sẽ có người thứ, nó bắt đầu đếm người, bắt đầu đến người thứ 17, rồi cái 19, rồi bắt đầu tới người bốn mấy rồi. Hào không biết, tại vì thật sự là Hào không muốn để ý những cái chuyện đó, bởi vì nếu như mà mình chỉ ngồi đây mà mình xem báo hàng ngày á, mình cứ đọc là ô người mấy, rồi cái mình trong đầu mình sẽ cứ nghĩ là ôi rồi chừng nào tới mình, rồi chừng nào tới người bạn bè yêu thương của mình. Đó là cái điều thật sự là khuyến cáo là không nên các bạn ạ. Tại vì khi mà mình hiểu rõ về vấn đề á, thì có những cái căn bệnh như là HIV, có những căn bệnh flu, là căn bệnh cảm cúm á, thì nó cả giết cả mấy chục ngàn người trong vòng một tháng và cả một năm nữa. Nếu mà theo thống kê thì corona chỉ là một trong những cái căn bệnh mà xếp hàng từ trên xuống dưới, thì corona thực sự là chưa là một cái gì hết. Lát nữa Hào sẽ bỏ cái bảng thống kê cho các bạn coi ở cái cuối cái video này nhé. Thì lý do mà Hào nói thế này là tại sao? Tại vì Hào muốn các bạn nên bình tĩnh và phải dùng đó của mình suy nghĩ rằng là trong cái thời hiện tại này, đây là một căn bệnh lan tỏa rất nhanh, nhưng mà mình phải bình tĩnh, tại vì nếu như mà mình không bình tĩnh thì mình sẽ bị rối. Mà nếu mình không chọn lọc những cái thông tin của báo đài á, không tìm đọc những cái bài báo mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng á, thì những cái tin giật gân, những cái báo lá cải nó sẽ làm cho mình và những người mọi người xung quanh của mình sẽ quýnh quán lên. Ví dụ nhé, cách đây khoảng mấy tháng á, thì có một cái người bạn post ở trên cái Facebook về một cái bài, đó là ở Chicago thì họ có cái tòa nhà cao, hay là cao thì các bạn lên đó các bạn sẽ có cái nhìn xuống chỉ là kính thôi, thì cái nền của cái lầu đó chỉ là kính, thì các bạn có thấy cả một thành phố Chicago. Thì CNN là kênh nổi tiếng và một cái bài báo nổi tiếng, nhưng mà thực sự khi qua đến Mỹ này thì mới biết được CNN là thuộc một trong những cái TV mà những cái bài báo mà nó gần bằng lại Fox News, có nghĩa là hầu như đó là xạo sự thật hoặc là xoắn tích sự thật. Thì cái bài báo CNN nó nói là như vậy, nó nói là cái lớp kính nó vỡ rồi, thì rất là nguy hiểm với mọi người, và không biết khi nào sẽ đi vào hoạt động lại, cấm mọi người đi lên cái tòa nhà đó, và vân vân và vân, rất là nhiều cái thông tin mà mình đọc mình cảm thấy là ôi trời, sao một cái tòa nhà mà nhiều người biết đến như vậy, nổi tiếng trên thế giới như vậy mà lại bị giống như là có thể là bị sập thì sao. Thì đó là cái cảm giác mà báo nó lừa mình. Thì khi đó Hào mới coi cái bài báo đó, rồi sau đó thì mình Hào mới lên Google, Hào search cái thông tin đó, thì lại một cái bài báo khác nó có cái nguồn rõ ràng và rành mạch hơn. Thì cái bài báo này thì lại nói là đúng là cái sự việc đó đã xảy ra, nhưng mà cái bài báo này lại nói là tại vì cái lớp mà cái nền đó thì có hai lớp kính, mà cái lớp kính mà bị bể á, thì là đúng, tại vì cái lớp kính đó chịu lực của nó yếu hơn như thế nào đó, người ta xây ra sau đó thì trong vòng bao nhiêu năm đó thì sẽ có một rạn nứt là bình thường. Thì sau đó là họ đã lại thay đổi cái lớp kính đó và làm cho nó bình thường trở lại, và cái tòa nhà đó đã trở lại hoạt động bình thường. Hai bài báo thì dĩ nhiên là con người mình nghe thì một cái bài báo mà giật gân thì sẽ thích hơn, còn cái mà cứ bình thường thì chẳng ai mà thèm nghe. Ví dụ như là corona đó bây giờ đã được chữa rất là nhiều người, những cái người chết là người già, như Hà cũng đã nói rồi ở những cái video trước, và cả trên thông tin nữa. Giống như là có những cái thông tin nói là corona, Trung Quốc đã chữa được bao nhiêu người đó, bao nhiêu người đó để hoàn toàn bình phục trở lại bình thường. Chẳng ai thèm share, chẳng ai thèm nghe. Mà trong khi mỗi một ngày các bạn cứ ngồi đó mà coi báo đài mà một người chết, hai người chết, ba người chết, bốn mấy người chết,
thì mình chỉ có đem cái nỗi sợ và cái nỗi ám ảnh vào cho mình thôi, và chẳng có giúp được gì cho bản thân mình và cho mọi người hết. Vậy thì tóm lại là chúng ta nên chọn lọc những thông tin chúng ta đọc và xem, cũng như là nghe ở đâu, đến từ ai, nguồn gốc như thế nào. Và nhất là Internet và nhất là Facebook bây giờ rất là tai hại nếu như mà chúng ta không chọn lọc thông tin một cách kỹ lưỡng, phải không nào? Và họ nghĩ là hôm nay là một cái video rất là hay để mà cũng có thể chia sẻ với các bạn cách phòng chống corona, cũng như là ôn lại, cũng như là giúp các bạn nào mà chưa biết hoặc những các bạn đã biết rồi chúng ta sẽ ghi nhớ kỹ hơn nhé. Bây giờ sẽ có những cái tips mà ở bên này đó, là ngay cả các công ty họ làm ở ngoài xã hội hoặc là những cái bệnh viện, hay nó đều gửi những cái thư và những cái thông tin làm sao chúng ta có thể phòng chống corona. Bây giờ họ sẽ share với các bạn nhé. Thứ nhất là tránh tiếp xúc với những người đang bệnh hoặc là tránh tiếp xúc với đám đông. Thì ở bên thành phố của Hào họ đã ban, có nghĩa là cấm những cái nơi mà tụ tập khoảng 250 người trở lên sẽ bị đóng cửa hết. Ví dụ như là những nhà hát, những cái events, những cái nơi mà hội hè họp chợ như thế nào đó mà khoảng 250 người trở lên là sẽ không được hoạt động và sẽ không được mở cửa. Thì hiện tại là LA Pride đã cancel nè, event vòng quanh nước Mỹ đã cancel hết rồi. Nên các bạn là nếu như mà các bạn có thể tránh ra những nơi đông người thì nên tránh, nhưng mà không có phải là không gặp bạn bè, không gặp người thân. Cái thứ hai rất rất quan trọng đó chính là rửa tay. Các bạn nhớ rửa tay 20 giây dưới vòi nước nóng, soap là xà bông hoặc là hand sanitizer, đừng quên điều đó. Và cũng nhớ rằng đừng có đi tìm mà mua những cái hand sanitizer thật là mắc tiền để mà chỉ có việc là phục vụ cho là rửa tay bình thường nếu như mà chúng ta đã có nước hoặc là có xà bông rồi. Tại vì nước và xà bông nó còn hiệu quả hơn là hand sanitizer. Mà thật sự nếu các bạn là trẻ khỏe mạnh, thực sự chúng ta cũng không có cần hand sanitizer. Cố gắng không được đụng vào mắt, mũi và miệng hoặc là đụng vào trên mặt của mình. Đây là một cái điều rất là quan trọng mà thường Hào hay quên. Tại vì Hào hay ngứa mũi hay là ngứa mắt, rồi bên này là chuẩn bị đang vào cái mùa bị dị ứng đó các bạn, thì rất là ngứa mắt hoặc là chảy nước mũi á, thì thường là chúng ta sẽ đụng lên. Nhưng mà bây giờ hầu như là mọi người đều phải nhớ là không nên. Mình nhớ là phải lấy khăn chừa, lấy khăn giấy, chứ đừng hoàn toàn không được đụng tay lên mặt nhé. Cái thứ tư là nếu các bạn bị bệnh thì nên ở nhà, không nên đi ra ngoài đường. Mặc dù chỉ là một cảm nhẹ hoặc là ho nhẹ cũng nên ở nhà. Nếu mà cảm giác như là nóng sốt trong người, khó chịu cũng nên ở nhà. Các bạn nên uống thuốc, chăm sóc mình, ăn uống thật đầy đủ, uống nhiều vitamin C vào, uống thật nhiều nước. Đó là cách mà giúp các bạn chữa khỏi bệnh. Khi nào mà cái triệu chứng nó tái hiện rất là trở nên nặng nề hơn mà mình nghĩ là ô chắc sẽ có gì xảy ra, thì lúc đó hãy lo mà đi bác sĩ. Còn nếu bạn chỉ bị cảm nhẹ bình thường, ở nhà, đừng nên đi bác sĩ. Tại vì hiện tại bệnh viện và các nhân viên y tế á, đang làm việc rất là cực lực. Mình không có nên mà làm cho tình hình rối lên nếu như thực sự mình không có bệnh gì nặng hết. Cái này rất là quan trọng nè các bạn, là cái điều cuối cùng đó chính là khi mà hắt xì hay là ho đó. Người Việt Nam mình, từ khi mà Hào đi qua đây thì Hào mới biết được cái điều là người Việt Nam mình và những người châu Á là làm sai. Đồng ý là mình lịch sự, mình sẽ bệnh cái miệng mình như thế này khi mà ho và hắt xì, nhưng mà thật sự á, các bạn cứ nghĩ nhá, nếu như mà mình bệnh như vậy xong đó mà mình không rửa tay, cái mình gặp ai, cái mình đụng hoặc là mình bắt tay á, thì mình vô tình đã gây ra một cái vấn đề rất là khủng khiếp nếu như trong cái thời đại corona bây giờ, đó chính là mình đã truyền cái con vi khuẩn này cho người khác bằng việc là bắt tay và nắm cầm. Thì khi mình ho, mình sẽ ho vào cái khuỷu tay của mình như thế này, và hắt xì mình cũng sẽ hắt xì như thế này, thì cái khả năng mà mình truyền vi khuẩn đến người khác nó sẽ ít hơn là vào cái tay. Và thực sự là hầu như là các nhà khoa học, các bác sĩ khuyến cáo rằng nên hắt xì vào khuỷu tay các bạn nhé. Và đó là những gì mà Hào muốn chia sẻ với các bạn về cách phòng chống corona hiệu quả nhất mà các nhà khoa học cũng như bác sĩ đã khuyến cáo, và chỉ muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng rằng sau cái video này chúng ta cũng sẽ phải giữ vẫn bình tĩnh, đừng có mà manh động, bởi vì khi mà manh động thì mọi chuyện sẽ không có được suôn sẻ. Hào nghĩ rằng cái này nó sẽ qua nhanh thôi và mọi thứ sẽ trở lại hoạt động bình thường. Hy vọng là các bạn yêu thích kênh YouTube này và cũng như là cái video này đặc biệt. Đừng quên chia sẻ với tất cả mọi người mình yêu quý, vì Hào nghĩ đây là một cái thông tin mà Hào muốn truyền tới tất cả các bạn một cách chân thật nhất, và một cách mình có thể dùng cái thông tin này một cách hiệu quả nhất để mà mọi người chúng ta sẽ không phải sợ corona và cũng có thể biết bảo vệ chính mình, cũng như là chọn lọc những thông tin mà mình
muốn nắm bắt tìm hiểu. Và vlog ngày hôm nay đã hết rồi. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi nhé. Đừng quên để lại những comment cũng như câu hỏi mà bạn đặt ra cho Hào, Hào sẽ trả lời hết cho tất cả mọi người. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.